Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nếu lướt mạng xã hội, sẽ thấy nhiều người thản nhiên đăng tải số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội để mong được người khác lì xì online. Tuy nhiên, việc làm này được cảnh báo là lợi bất cập hại. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều những bài viết đăng tải, trong đó có cả số tài khoản ngân hàng mà người dùng trưng ra để được nhận lì xì online. Tuy nhiên, theo nhiều người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cho biết, việc làm này có hai mặt, chứa nhiều rủi ro hệ lụy. Với phương thức lừa đảo kiểu chuyển nhầm, kẻ xấu sẽ lợi dụng khi biết số tài khoản ngân hàng của người khác để cung cấp cho các trang cá độ đánh bạc trực tuyến. Hay có trường hợp giao dịch tiền bẩn, các đối tượng sẽ lợi dụng số tài khoản này mà giao dịch. Ngoài ra, liên quan đến những câu chuyện lừa đảo nhân dịp Tết, các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi, hãy lập tức thông báo với ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin như tên đăng nhập, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã bảo mật OTP, mã kích hoạt Smart OTP của ứng dụng Internet Banking cho người khác. Mạng xã hội luôn có hai mặt, đây là mảnh đất màu mỡ để kẻ gian bày trò lừa đảo, trục lợi phạm tội, nhưng cũng là nơi lan tỏa bao điều tử tế, giống như câu chuyện tại tỉnh Nghệ An mới đây. Đánh rơi 40 triệu đồng, hai vợ chồng ngỡ đâu là đất trời sụp đổ, và rồi cộng đồng mạng viết nên cái kết đầy cảm xúc sau đó. Mấy ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ cho nhau rất nhiều về câu chuyện hai vợ chồng ở Nghệ An không may đánh rơi 40 triệu đồng vào ngày 30 Tết. Đây là số vốn mà hai vợ chồng định dùng để bán cá dịp Tết Nguyên đán năm nay. Câu chuyện khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Chị Phạm Thị Nga, 33 tuổi ở huyện Diễn Châu cho biết, hai vợ chồng khó khăn nên mượn tiền để lấy hàng về huyện Đô Lương bán cá, với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh dịp Tết này. Nhưng rồi, chồng chị làm rớt bột tiền lúc nào cũng chẳng biết. Ngay sau khi biết chuyện, những người trẻ quen biết với chị Nga chụp ảnh và nhanh chóng đăng bài lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng lan tỏa, chia sẻ. Ngay sau đó có rất nhiều bình luận cho biết sẽ chuyển khoản để lì xì, san sẻ khó khăn với hai vợ chồng. Dân mạng cũng rủ nhau góp sức chung tay phụ mỗi người vài chục ngàn đồng để đỡ phần thiệt hại. Chị Nga cho biết 40 triệu đồng với vợ chồng là một khoản tiền khổng lồ, cả gia tài, không biết khi nào mới kiếm ra được, nhưng mà cũng cảm thấy đỡ chạnh lòng vì sự quan tâm của cộng đồng. Dù chẳng quen biết, nhiều người vẫn nhắn tin và gọi điện để giúp đỡ. Có người chuyển 50.000 đồng, có người 200.000 đồng, của ít lòng nhiều, tất cả dệt lên sức mạnh tinh thần để hai vợ chồng tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Những điều tử tế cứ thế lan tỏa, giống như câu chuyện về cuốc xe ôm công nghệ đặc biệt sau đây vậy. Câu chuyện được chàng trai kể lại, trước đó anh đặt một chuyến xe máy đi di chuyển đến nơi cần đến. Đang đợi tài xế thì anh bất ngờ thấy hai mẹ con chở nhau trên xe máy dừng trước mặt anh và giới thiệu: "Em là xe mà anh vừa đặt xe đây." Diễn biến tiếp theo của tình huống càng khiến dư luận quan tâm. Hỏi ra thì mới biết người phụ nữ đang chở con đi chơi Tết thì tiện thể ghé trước chàng trai về mà không lấy tiền. Bài viết chia sẻ: "Tuy cô đơn giữa đất trời Hà Nội mà tự nhiên tôi lại thấy ấm cúng thế chứ. Cảm ơn người xe ôm công nghệ." Cuối cùng, anh chàng trở thành tài xế chở lại hai mẹ con. Sự đáng yêu của cả người phụ nữ xe ôm công nghệ lẫn vị khách nam đều khiến nhiều người cảm thấy vui lây. Chị xe ôm dễ thương thật, vui chơi không quên công việc đây mà. Đúng là đôi khi niềm vui rất đơn giản và nhỏ bé. Chúc mừng năm mới mọi người nhé, là những bình luận mà dân mạng để lại